Ở tập trước, bà của Nhân bị bọn quỷ bắt làm con tin. Vì chạy theo bà mà Nhân cứu được Tiểu Đồng, là người của Thiên Đình, khỏi tên quỷ muốn cướp áo phép. Nhờ đó, Tiểu Đồng bảo cậu nếu cần hãy gọi Tiểu Đồng lên giúp đỡ. Ông à, trên đường về cháu gặp một con quỷ đang bắt nạt một Tiểu Đồng và lấy cây này đánh nó. Cháu phát hiện ra tên quỷ sợ lá này không ạ? Hay chúng ta làm vũ khí từ lá này để đánh chúng đi. Này là lá dứa, dễ trồng. Theo lời cháu nói á, nếu đánh được quỷ thì rất tốt. Nhưng chúng ta chưa từng kiểm nghiệm thật hư, lỡ chỉ là do cháu may mắn. Hơn nữa, quỷ dương còn có quái vật thu hồn, chỉ sợ chúng ta chưa kịp ra tay á, đã bị hút hồn mà chết cả. Vâng, cháu nghe không? Cháu chỉ mong ngóng bà ngoại về quá. Đừng mở mắt ra. Bà ơi, Nhân ơi. Đại Dương không muốn nuôi một kẻ ăn không ngồi rồi, nên từ nay bà sẽ lo việc bếp núc ở đây, nghe chưa? Ta thích món kẹo mạch nha này, nhớ làm nhiều nhiều. Còn món mứt này cũng ngon, nhưng ta không thích mùi dồi. Dạ, nhưng mứt tắc phải rửa qua dồi để không bị đắng à. Dẹp mấy cái mứt đi, ta ăn kẹo mạch nha. Bà kia, nghe đây, bà hãy liệu hồn nấu đồ ăn ngon lành bổ dưỡng cho chúng ta. Nếu bà có lòng hại chúng ta, coi chừng mạng sống của cháu bà, làng xóm bà, nghe chưa? Cặp áo đại vương. Nói đi. Dạ tâu đại vương, thần dân lệnh đi phục bắt thằng Tiểu Đồng để cướp áo phép mà bị một thằng người đánh đến tối tăm mặt mũi nên mất dấu luôn rồi ạ. Còn áo phép? Dạ, không lấy được. Nhưng ta đâu có kêu ngươi đi, ta kêu thằng lính xui mà. Ngươi đi lần nào cũng hỏng việc hết. Hả? Dạ, thằng lính xui nó bảo đại vương lệnh cho thần đi mà. Chẳng qua đi, giết là chẳng. Dạ, đây, đại vương bớt vậy. Nhà ngươi quá là ăn hại, mỗi một tên Tiểu Đồng cũng không làm gì được. Dạ, tự nhiên con thằng người ở đâu ra giúp nó, còn đánh thần bằng một cây lá dứa nữa. Một mình thần ứng phó không nổi nên chạy trốn, sau đó thì mất dấu luôn rồi. Ở đâu ra một thằng người mà lại biết chúng ta sợ lá dứa? Không chừng là của thần tiên quá phép. Tâu đại vương, nếu có cao nhân bảo hộ áo phép ấy thì chi bằng thôi đi ạ. Chúng ta sẽ lựa dịp khác. Quân sư nói cũng phải. Thôi, cho ngươi lui. Chúng sợ lá dứa, ta phải nhớ mới được. Không thể được, để đó sẽ bay mất. Không được, để đó sẽ bị bẩn hoặc cháy mất. Chỉ là một cái áo, nhà mình lại chẳng có chỗ nào kín đáo, biết giấu ở đâu bây giờ? Nhân ơi. Dạ. Nhân ơi. Dạ. Lúc sáng em có giấu được chút gạo nào không? Mau nấu cháo đem qua cho nhà bác trưởng làng. Bọn quỷ lấy hết thóc nhà bác ấy rồi. Chẳng mấy chốc mà chúng ta hết gạo dự trữ mà đói thôi. Anh cứ yên tâm nghỉ đi, để em nấu cháo cho. Mày phải ráng đợi, ta phải giúp người khác trước đã.
Long. Tiểu Long. Ân Nhân, cậu đã giấu cái áo chưa? Nhớ phải giấu kỹ nha. Tôi dự đoán như thần, tên quỷ lúc chiều còn phục tôi trên đường về, nhưng nó đã bị cậu đánh cho đuối sức nên tôi nhanh chóng thoát được. Tiểu Đồng, nghe nè. Hả? À, phải ha, cậu gọi tôi lên có việc sao? Bọn quỷ đòi ăn ngọn, lấy gốc, nên chúng lấy hết lúa thóc của chúng tôi rồi. Gạo mà chúng tôi dự trữ cũng sắp hết, dân làng sắp chết đói mất. Cậu có cách nào để giúp chúng tôi không? Khó à, bọn quỷ này đúng là ác thật. Cậu có thể xin thiên đình cứu giúp chúng tôi được không? Vậy là cậu không biết rồi. Quái vật thương hồn của tên quỷ rất lợi hại, là vật không diệt được trong trời đất. Trừ phi lấy được đại phép làm chủ quái vật thương hồn của hắn thì mới có cơ may thắng cao. Vậy tạm thời, cậu có cây gì ăn được gốc không? À, cái này thì tôi biết nè, chờ tôi một lát. Đây là một loại trồng bằng cũ, ăn gốc, tôi lấy từ phía Tây, người ta gọi là khoai lang.